Xe máy nhiều người dân ở thành phố Hồ Chí Minh bị tắt máy đột ngột, không hiểu vì sao. Khoảng một tuần này, khi đi qua khu vực cầu Kinh Thanh Đa, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, không ít người hoang mang vì xe bị tắt máy đột ngột. Những đoạn clip ghi lại cảnh người dân phải đẩy bộ đoạn đường dài khiến nhiều người không khỏi thắc mắc nguyên nhân gây ra tình trạng trên. Vất vả đẩy bộ mạng xã hội chia sẻ bài đăng với nội dung nhiều người khi đi qua khu vực cầu Kinh Thanh Đa buộc phải dừng xuống đẩy bộ vì xe bị tắt máy đột ngột. Hầu hết đều xe bị tắt máy đều sử dụng chìa khóa thông minh, smart key. Việc phải đẩy bộ giữa trời nắng hay mưa to khiến người dân càng thêm vất vả. Mỗi lần đẩy xe lên cầu rất tốn sức, ai nấy bất ngờ khi gặp tình trạng này. Chia sẻ với thanh niên, ông Quách Thanh Tuấn, 51 tuổi, cho biết khoảng một tuần nay nhiều người buộc phải dừng lại vì xe bị tắt máy. Họ phải đẩy bộ hàng trăm mét mới nổ máy lại được. Có thời điểm khoảng chục chiếc bị một lần nhưng có lúc chỉ bị vài chiếc, không cố định số lượng, thời gian bị tắt máy. Người dân phải vất vả đẩy do xe bị tắt máy đột ngột, nhiều người nói do bị nhiễu sóng, số khác lại nói nhiễm từ phá sóng nên tôi cũng không biết chính xác nguyên nhân từ đâu. Xe nhà tôi có mấy ngày cũng không nổ máy được nhưng hai hôm nay đi lại bình thường. Trước đó tôi phải đẩy đi xuống sát bờ kè mới nổ máy được, ông Tuấn nói. Ông Tuấn cho rằng việc bị tắt máy xe đột ngột có nhiều bất tiện, nhiều người xung quanh cũng gặp tình trạng tương tự. Nhiều người không biết nguyên nhân cứ đứng chỉnh chìa khóa hoặc gọi điện người thân đến giúp. Khoảng 2 ngày nay, tình trạng này đã không còn. Người dân đi lại bình thường. Người đàn ông vất vả đẩy xe giữa trời mưa, nhiều khi sáng sớm muốn lấy xe đi mua đồ ăn sáng hay chở con đi học cũng không được. Rất bất tiện. Tôi ở đây mấy chục năm nhưng đây là lần đầu tiên gặp trường hợp này. Những người sử dụng chìa khóa thông minh mới bị. Có người đi làm đêm hoặc 4, 5 giờ sáng cũng bị tắt máy, nhìn rất thương, ông Tuấn chia sẻ. Vì sao xe tắt máy đột ngột? Chị Nguyễn Thị Hằng, 28 tuổi, chia sẻ. Thời gian gần đây nhiều người đi xe máy sử dụng chìa khóa thông minh thường gặp tình trạng bị tắt máy đột ngột. Mọi người cũng đăng tải lên mạng xã hội khi gặp cảnh tương tự. Chị Hằng cho rằng hai ngày này không còn xảy ra tình trạng xe bị tắt máy đột ngột, nhiều người đẩy lên cầu, vướng người này người kia nên có xảy ra một hai vụ va chạm. Mỗi ngày, tôi làm ở cửa hàng sáng đến chiều chứng kiến khoảng hơn chục xe. Đó là những xe đi qua cửa hàng còn thực tế chắc phải nhiều hơn. Chị Hằng nói. Cũng theo chị Hằng, có hôm khách vào cửa hàng chị mua tai nghe không biết nên đã khóa cổ xe lại. Khi ra cửa nổ máy xe để di chuyển không thể nào mở được. Chồng chị phải lấy xe chở hàng giúp qua đoạn đường này. Khu vực cầu Kinh Thanh đã xuất hiện tình trạng xe bị tắt máy đột ngột, giờ khách nào mà đi xe đời mới tôi liền chạy ra cửa nhắc nhở đừng khóa cổ. Có hôm mưa tầm tã, nhiều người cũng phải dắt bộ, nhìn rất thương. Nhà tôi vẫn sử dụng wifi, sóng điện thoại bình thường. Chị Hằng chia sẻ. Chị Nguyễn Thị Minh Đài, 34 tuổi, bày tỏ, sau khi xe bị tắt máy đột ngột, nhiều người phải đẩy bộ đến ngã tư Thanh Đa, Bình Cuối mới nổ máy được. Nhiều người làm biển để mọi người chú ý, khi nào mà nghe tiếng tích, tích là biết xe đó bị tắt máy. Nhiều người không biết tưởng xe bị hư liền đẩy đến tiệm sửa xe. Nhiều người cũng treo biển chú ý xe bị tắt máy bất ngờ để người dân biết, chị Đài nói thêm. Hiện việc di chuyển của người dân đã diễn ra bình thường, bà Đào Thúy Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân P27Q Bình Thạnh cho biết đã nắm được thông tin người dân đi qua đoạn cầu Kinh Thanh đã gặp tình trạng xe tắt máy đột ngột trong thời gian gần đây. Ủy ban Nhân dân phường đã phối hợp với đơn vị bưu chính, viễn thông đưa máy xuống kiểm tra tìm ra nguyên nhân của tình trạng này. Sau khi kiểm tra đã phát hiện số nhà 68 Bình Cuối sử dụng cái máy quét báo hiệu có người đi qua, đi lại bị hư nên đã nhiễu sóng ở khu vực này. Chúng tôi đã làm việc với chủ nhà và họ đã tháo máy quét này vào hôm qua ngày 16 tháng 5 nên tình trạng xe máy bị tắt đột ngột đã không còn xảy ra. Bà Vân cho biết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.